Các bạn đã trở lại kênh YouTube 10 lần miền Tây. Hôm nay thì mùng 5, 10 bắt đầu cắt mít, còn giờ thì 10 xin mời. Đây thì cắt cành trái nha các bạn. Đây cho mít sẽ bả luôn. Đây, mình sẽ làm được. Đó, nó trồng cây rồi mình trồng vợ nhà hoa thành ra thấy nó ăn trái để thiếu
hết ra đó, đừng giật nó. Vừa ăn đứt gì ra thế nữa. Mình đợi trái ít để ra chiều. Thấy ông nhìn hoài luôn đó, kẹp. Gần. Gần hả? À, ừ. Ngon chứ. Đấy, nó không hơi gì nữa. Dạ, nó không bị sượng gì hết. Thấy cái đó nó già nữa. Chưa. Chưa.
thịt đỏ lấy 864 cho tí và cho ra tiền còn mít thái mình mới chín hả? Dạ. Quà bên đây những ông không đây. Giá không biết bơi rồn lắm và thôi rồi giá cuộc rồi chú ơi chết. Nó đầy thuộc nữa cái dựa kia nó tụt nãy lận mà cái dựa con nó còn giữ giá bây giờ này nó mới tụt cắt được 2, 4, 6, 8, 10 cái giờ thì quay nhéo của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn có thích video của 10 xin cho 10 like và nút đăng ký. Giờ 10 xin chào, hẹn gặp lại, chào.